Lại là lúa hậu gia này cả nhà ơi. Bữa nay là đêm 20 âm lịch đó cô chú. Thì hãy bẻ rau nè, cũng như đầy thường của hai lúa nha. Cái này hãy đăng lên đó, thì hãy bán cho chợ luôn, ai mua chợ vẫn bán nha. Đây mình trồng 10 con nhút với bạn cô chú. Bẻ rau nhiều lắm nha. Bẻ rau là ngày từ hàng trăm bình thường, vài trăm, trăm hay trăm bình thường mới rau, lượng rau của hãy rất nhiều luôn. Hãy mà hôm nay thì lo ruộng xong, bây giờ xả lúa xong sẽ bán rau thêm á, bán lượng nhiều luôn. Nếu anh chị em cô chú nào mà thấy kênh của Hải bán rau nè, được thì mua rau bán chợ một địa phương nào đó thì liên lạc Hải vẫn bán rau nha. Đây nha. Còn Hải rau giống không muốn bán đâu nha cô chú nha. Tại vì nhiều cái bắt gặp lắm, tại vì rau nhút á, giống của anh em nó như trồng ruộng á, cái ruộng thì nó của mình thì nó đã lâu năm rồi, cái nước của mình nó chuẩn á. Còn đã thấy Hải trồng rau cái cũng phái rau trồng vô rồi là chừng ao đó. Tại vì cô chú biết không, cái gạ này nè, cái gạ đốt gom nè, mình đốt mà nó không cháy không hết, rồi mình xới đất không kỹ á, rồi mình đưa nước vô á, trong quá trình bèo cám nó thiếu á, hực phèn lên nó ra cũng đơ cô chú, cái xịt bậy bạ rồi hư cái điện. Hải tối ngày Hải sợ lắm. Ê, không bán rau giống nha, phải hiểm đâu. Tại cô chú biết không, một đêm á, Hải ngủ chỉ có mấy tiếng hồ thôi. Bây giờ đang làm nè, tới 12 giờ chưa biết gọi không nữa đó. Thì gọi xong cái 2 giờ giao rau chợ nữa rồi. Hai giao rau cỡ, chung là giao rau rồi bán tại chợ luôn nữa. Hết đóng rau mới được về ha. Hên xui đó. Rồi ví dụ như bữa nào về được 4 giờ thì ngủ được 1 tiếng hồ, 5 giờ hoặc là không có, tới sáng không chừng nữa đó. Rồi quá trình này mệt lắm, rồi sáng mới đi làm ruộng đồng nữa, không có thời gian á, mệt lắm. Rồi lúc đi về rất trưa cái mình ngủ nghe cái những bạn mà trồng rau á, rồi điện hoài à, mình cũng khổ lắm. Tại vì rau mình phải hiểu gì rau một tí hả, nên trồng rau nha, hiểu gì cái tập quán bảo chỗ của mình trồng rau nó thuận hay không, được hay không, mình phải ăn, mình mới học hỏi một tí nữa hả trồng á, để bắt ta vô trồng. Rồi cái Hải thì thật sự cũng nhiệt tình lắm, nhưng mà nhiệt tình đó Hải chia sẻ khoảnh khắc nào thôi, chứ gao gác mà điện tối ngày Hải mệt lắm. Tại vì viết công chuyện quá nhiều nè. Cô chú thấy nhà ra đây nè, giờ lúa đây, giờ lúa đang tới xạ mà chưa thể được cô chú này. Nè, giờ lúa nè, nguyên một cái nỗi mà đổ vô trong nhà hàng ba luôn cô chú nè, đóng lúa nè, đó lúa không giờ ép giống nè. Ngày mai mình phải xạ nè cô chú nha. Giống cả hết trơn nè. Mình xạ 41 quá. Còn ở bên kia mình phải cho mướn đó cô chú. Công chuyện mình dữ lắm, phải không có hiểm đâu. Bán rau là bán chợ được rồi. Cô chú nhìn qua cô hãy làm rau nè. Ở đây cái này là cái bỏ tôi về nó ăn cô chú nè. Cái đây là ngôi chữ không nè, máy này ngôi chữ nè cô chú nè. Ở đây ban đêm á, làm của này cũng 6 giờ tối rồi. Nghe của chú nha. Cái máy mình mới chuẩn. Có bèo cám á, mình rửa sạch cho ta cô chú nha. Tồi rau của chú nha. Đó, mỗi một đêm mình bán từ ra hàng trăm, trăm ngoài 200 vậy đó. Đây 10 công rau của mình khủng cô chú nè. Nè, quá trình làm rau đây của mình gì nè cô chú nè, đó rau gì nè đó, mình cắt cục không có dài cô chú nha. Đó, cộng rau là một cỡ mà là nó ba gram hết trơn nha. Cộng rau nào không phao á, mình ở trên không phao thì mình sẽ bỏ ra cô chú nè ha. Cộng rau không phao mình bỏ ra, nhưng những cộng rau mà nó cục cục gì có phao một cục á, hãy vẫn bỏ nha. Đây nè, với bỏ hết ra, tại mình muốn bán cho người ta, mình bán cho người ta ăn thì cộng rau nó là một cỡ cô chú nè. Bây mình bán được ra hơn ta, tại vì sao ta biết mình nhiều, tại vì mình bán rau mình không có trộn rau nữa. Cộng rau mình bán một cỡ của chú, cộng lớn bán hết trơn, cộng nó nhỏ gì như người ta trộn á, bình thường mà mình không có trộn được ha. Bởi em đêm hán hàng trăm ký bình thường của chú, hàng trăm thêm trăm mấy, rồi bằng ngày nó riêng nữa đó nè của chú không. Đây mình nông dân bày bộn lắm, cộng rau của chú thấy chuẩn nó biết liền à, dở cái đọt lên cộng rau nó có nó một cỡ của chú nha. Đây của chú đâu nè, bao nhiêu cái này
chú nè, nhờ như đống cỏ của chú nè, nguyên cái sân rau của đống cỏ đó không nè, đây nè, các bạn thấy cứu theo đây nè, đó sân rau giữ dần không. Đây mình trồng 10 công lượng nhiều rau lắm cô chú nha, đó, một tháng mình chịu mấy tấn rau là bởi vì mình bán dữ lắm, bán rau á. Cô chú nào bán biết Hải thì qua kênh Hải á, thì tương tác rồi xin số điện thoại sẽ bán rau được nha, rau chợ nha, nhớ rau chợ cô chú nha. Đó rồi video này Hải dừng ở đây nha, hẹn cô chú video sau nha. Nếu thật sự cô chú anh chị em mà thấy video của Hải mình mến hoặc là cảnh dân giả gì đó thì cho Hải một cái bình luận để Hải biết anh chỉnh sửa video ngày càng hoàn thiện hơn, cô chú anh chị em xem á. Thì Hải cũng là người nông dân thôi, nhưng mà thích cái gì nó hơi thật tình thật thà tí thôi. Chúc cả nhà vui vẻ bình an nha, xin chào cả nhà. Hải cũng chúc cả nhà lúc nào cũng bình an mạnh khỏe nha, xin chào cả nhà, bye 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 bye.